Okay, happy Thanksgiving. NGHƯUTRI. Thank you. Happy Thanksgiving to you too. Okay. Yeah. It's a soup. Soup. Lemon pepper. Okay. What soup you have? Then? Chicken soup from the chicken I made for Thanksgiving. Nice. Okay. Cut the bone together. Okay. Soy sauce. Chicken, mint, lamb, a little bit of potato. The bottom is green. Let's say green beans. Straight up, let's say green beans. Green beans. Green beans. Oh, green beans. Oh, green beans. Oh, green beans. Oh, green beans. Okay. Good. Oh, very good. Okay, cảm ơn các bạn hôm nay là ngày lễ tạ ơn nha các bạn. Vợ chồng mình làm một con gà nướng, rồi lấy xương đó mình là nấu với đậu xanh, với hành lá, với cà rốt, với lan, rồi thêm thịt gà vô làm súp. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn với bánh mì. I'm making chicken. Yesterday I already boiled the chicken for about 15 minutes. Then I took it out and then I put pepper and salt on both sides. And then inside I got carrots. This is the chicken I cooked for Thanksgiving. Done. Thank you.
tạ ơn. Nhiều hạnh phúc mỗi gia đình.